Để chứng minh không ly hôn, Tim và Trương Quỳnh Anh lại dám làm điều này trước mặt con trai và nhiều người. Hành động thân mật quá mức này của cặp đôi khiến nhiều người đỏ mặt. Dù báo chí đưa tin và dư luận xôn xao về việc Trương Quỳnh Anh Tim đã hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng cặp đôi vẫn nhất quyết phủ nhận và liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm của cả gia đình lên trang Facebook cá nhân. Mới đây, vợ chồng Trương Quỳnh Anh lại bị bắt gặp tay trong tay cùng nhau tổ chức sinh nhật tròn 5 tuổi cho cậu con trai cưng Sushi. Thậm chí trong buổi tiệc, Tim còn có một số hành động thân mật quá mức với vợ, khiến nhiều người hoài nghi về việc rạn nứt giữa họ. Giọng ca Một Phòng Trái Đất chia sẻ clip tình bể tình của hai vợ chồng kèm caption: "Thì tại người ta đồn rằng mình không yêu nhau nữa." Đoạn clip quay lại cảnh Trương Quỳnh Anh ôm chặt Tim cùng nhau khiêu vũ. Khoảnh khắc khóa môi đắt giá này đã đập tan tin đồn ly hôn của cặp vợ chồng trẻ. Trước mặt rất nhiều người có mặt ở tiệc sinh nhật, Tim vẫn thản nhiên đụng chạm vòng ba của vợ mà không hề kiêng nể. Những cái ôm tình tứ của cặp đôi chắc chắn khiến nhiều người cảm thấy đỏ mặt. Vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh hạnh phúc cùng nhau tổ chức sinh nhật cho bé Sushi. Giữa lùm xùm rạn nứt, cặp đôi vẫn vui vẻ bắt tay nhau, mang cho con mình một sinh nhật đầy ý nghĩa và đáng nhớ. Anh Vũ lên tiếng vụ hãm hại khiến nhiều đồng nghiệp bị công an mời lên làm việc. Trước những thắc mắc của rất nhiều khán giả, nghệ sĩ Anh Vũ đã lên tiếng nói rõ về sự hiểu lầm đáng tiếc. Chia sẻ trên báo Zing, nghệ sĩ Trung Dân lại bất ngờ chia sẻ sự thật gây sốc có liên quan tới nhiều danh hài nổi tiếng Sài Gòn. Trước câu hỏi Trấn Thành có phải cũng đã nhiều lần mất kiểm soát, nghệ sĩ Trung Dân khẳng định học trò của mình là người thông minh và sống rất tình cảm. Để chứng minh, nghệ sĩ Trung Dân kể lại chuyến lưu diễn khiến ông nhớ mãi. Theo đó, trong một lần đi lưu diễn nước ngoài, Trung Dân, Trấn Thành, Minh Nhí, Phi Nhung, Thu Trang và Anh Vũ bị một đồng nghiệp trong đoàn nói xấu với cơ quan văn hóa. Đến khi về nước, công an nhiều lần mời Trung Dân, Trấn Thành, Minh Nhí, Phi Nhung, Thu Trang lên làm việc. Vì không biết rõ đồng nghiệp nào nói xấu các nhóm nghệ sĩ với cơ quan văn hóa khiến mọi người hiểu lầm nhau. Khi công an đưa bằng chứng thì cả đoàn rất sốc vì biết người tố giác chính là một diễn viên hài đi cùng. Nhưng các nghệ sĩ trong đó có Trấn Thành đang giữ vị trí hàng đầu showbiz, đủ sức khiến người hại mình khỏi làm nghề, nhưng anh vẫn cho qua chuyện. Ngay lập tức, những chia sẻ của nghệ sĩ Trung Dân đã gây bão cộng đồng mạng. Danh tính diễn viên hài nói xấu các đồng nghiệp được nhiều người đồn đoán bàn tán trên các diễn đàn. Một số ý kiến đang hướng đến nghệ sĩ Anh Vũ vì tên anh không được nhắc tới khi các nghệ sĩ bị công an mời qua làm việc. Trước thắc mắc của rất nhiều người, trả lời riêng báo Trí Thức Trẻ, nghệ sĩ Anh Vũ nói ngắn gọn: "Hơn 10 năm đi lưu diễn nước ngoài, chưa bao giờ tôi bị các cơ quan văn hóa mời lên làm việc, vì diễn xong là về phòng nghỉ ngơi không trả lời báo chí. Tôi không biết và cũng không bị mời lên làm việc. Theo tôi biết, anh Minh Nhí cũng không bị mời như lời Trung Dân nói. Anh Trung Dân phải xem lại tại sao mình bị công an mời lên làm việc." Trang Trần tiếp tục gây sốc, tuyên bố nghệ sĩ Xuân Hương không đủ tư cách mắng cô vô văn hóa. Trang Trần tung bằng chứng phủ nhận mình đã xin lỗi nghệ sĩ Xuân Hương, cùng những hình ảnh cho thấy vợ cũ Thanh Bạch cũng từng thiếu tôn trọng những bậc cha chú. Mới đây, Trang Trần đăng tải lên trang cá nhân đường dẫn với nội dung nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ đã nhận được lời xin lỗi của cô hậu scandal bị chửi vô văn hóa. Nữ người mẫu cho biết thông tin cô xin lỗi vợ cũ MC Thanh Bạch sau khi tìm hiểu thực hư, đồng thời có suy xét thấu đáo về sự việc là sai sự thật. Ngoài ra, Trang Trần còn chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hương bình luận về phát ngôn của một người đáng tuổi cha tuổi chú với những lời lẽ thiếu tôn trọng. Bình luận: "Chị ấy rất văn hóa với người bằng tuổi bố mình", như một cách Trang Trần khẳng định nghệ sĩ Xuân Hương không có tư cách gì để mắng cô vô văn hóa. Trước đó, Trang Trần từng dùng nhiều ngôn ngữ tục tiểu nói về nghệ sĩ Xuân Hương sau khi cho rằng đàn chị trong nghề kiếm chuyện gây sự với các nghệ sĩ trẻ và nói cô vô văn hóa. Nghệ sĩ Xuân Hương sau đó đã lên tiếng rằng chị không biết Trang Trần là ai, nên không có lý do gì để bảo cô ấy là vô văn hóa này kia. Nghệ sĩ Xuân Hương cũng chia sẻ với báo giới rằng thông tin Trang Trần dùng một tài khoản Facebook để nhắn tin xin lỗi chị vì những phát ngôn không hay trước đó sau khi tìm hiểu thực hư, đồng thời có suy xét thấu đáo về sự việc. Nghệ sĩ Xuân Hương cũng cho biết chị đã làm đơn để kiện Trang Trần vì tội xúc phạm thóa mạ người khác. Nghệ sĩ Xuân Hương đã nhận được tin nhắn xin lỗi của Trang Trần.
Trước những lời lẽ không hay của mình nói về nghệ sĩ Xuân Hương, người mẫu Trang Trần đã lên tiếng nhắn tin xin lỗi. Trước việc người mẫu Trang Trần nghi ngờ nghệ sĩ Xuân Hương nói mình vô văn hóa, nên có những lời lẽ không hay xúc phạm nữ nghệ sĩ trên Facebook cá nhân, sau đó đã bị xóa. Ngày 29 tháng 5, trao đổi với phóng viên người đưa tin, nghệ sĩ Xuân Hương cho biết, đây là sự việc quá tào lao khi dính líu tới tôi, bởi nhân cách của tôi anh chị em nghệ sĩ đều biết rõ, tôi không phải là trẻ trâu, cũng không phải là người thiếu suy nghĩ để có thể nói những lời lẽ như vậy với một người mà mình không quen biết. Tôi đã vào nghề mấy chục năm nay, cũng được xem là lão làng, không thể đưa ra những lời lẽ sằng bậy như thế. Ngoài ra, từ trước đến nay, tôi không hề biết đến Trang Trần là ai, tôi cũng chưa từng gặp cô ấy ngoài đời, vì thế tôi không có lý do gì để bảo cô ấy là vô văn hóa này kia, nghệ sĩ Xuân Hương khẳng định. Sau khi nghe những phản ứng của tôi trên báo chí về việc tôi không nói những lời đó, và cũng chắc có tìm hiểu thực hư sự việc, nên một tài khoản Facebook được cho là của Trang Trần đã nhắn tin xin lỗi tôi về những phát ngôn nông nổi đó, nghệ sĩ Xuân Hương bày tỏ thêm. Hiện tại cuộc sống của tôi đang rất bình yên và vui vẻ. Công việc đều đặn từ sân khấu kịch và viết báo, viết kịch bản mang đến cho tôi niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên là con người, sống ở đời ắt có những người thương kẻ ghét mình. Nhưng cả cuộc đời làm nghệ thuật của tôi cũng như cuộc sống đời thường, tôi chưa bao giờ làm việc gì hổ thẹn với lương tâm. Tuy nhiên tôi biết rằng có kẻ muốn hãm hại tôi và tôi sẽ liên hệ với cơ quan chức năng, luật sư và an ninh mạng để tìm ra kẻ đứng đằng sau mạo danh tôi, nghệ sĩ Xuân Hương bày tỏ thêm. Trước đó, cụ người mẫu Trang Trần livestream trên trang cá nhân với thái độ bức xúc khi nhắc đến nghệ sĩ Xuân Hương. Trong nội dung trò chuyện, cô chia sẻ khi mình đang nói chuyện với những người bạn trên cá nhân, thì một người được cho là nghệ sĩ Xuân Hương đã vào bình luận vô văn hóa quá. Khi thấy dòng bình luận này, Trang Trần đã chụp lại màn hình và tiến hành livestream lên trang cá nhân để chửi bới và có những lời lẽ xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương. Chuyện ít biết về nhóm ngũ quỷ quyền lực nhất showbiz Việt. Không chỉ là những ngôi sao hạng A trong showbiz, nhóm ngũ quỷ còn chơi thân ở ngoài đời thường, hỗ trợ nhau nhiệt tình trong công việc. Hơn 15 năm trước, các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hân, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Thanh Thảo, Hồng Ngọc đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của những khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu. Mỗi người sở hữu một chất giọng, một phong cách âm nhạc khác nhau, tạo ra một loạt hit như Cây đàn sinh viên, Vùng trời bình yên, Mắt nai cha cha cha, Vị ngọt đôi môi, Búp bê biết yêu, Nếu có yêu tôi, đã góp phần đánh dấu thời hoàng kim cho nền nhạc nhẹ trong nước. Nhờ những ngày mướt mồ hôi trên sân khấu tập luyện cho các tiết mục top ca trong làn sóng xanh, mà tình cảm giữa Đàm Vĩnh Hân, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Quang Dũng, Hồng Ngọc ngày càng thấm thiết. Nhiều năm đã qua, các thành viên trong nhóm ngũ quỷ đều là những cái tên quyền lực trong showbiz, nhưng tình bạn vẫn bền bỉ theo thời gian. Hy sinh hạnh phúc bản thân, họ giống nhau ở chỗ luôn coi trọng tình cảm gia đình, xem người thân là quan trọng nhất nên sẵn sàng hy sinh hạnh phúc nhỏ của mình. Trong đó Quang Dũng, Thanh Thảo và Đàm Vĩnh Hân luôn cực lực chạy xô để có điều kiện lo cho cha mẹ, các em, các cháu ăn học từ khi mới ra đời đến tận lúc vào đại học. Đến khi người thân có cuộc sống ổn định, cả ba mới dám nghĩ đến hạnh phúc riêng của bản thân. Tuy nhiên, họ lại gặp lận đận trong chuyện tình duyên nên chưa có hạnh phúc trọn vẹn. Có lẽ sợi dây tình bạn giữa các thành viên trong nhóm ngũ quỷ xuất phát từ sự đồng cảm, hiểu được hoàn cảnh của nhau. Chúng tôi đối với nhau tự nhiên, không giữ kẻ, cả nhóm có thể cùng đàn hát thâu đêm, uống rượu say khướt. Nằm lăn giữa nhà cũng không sao, nhà của tôi là nơi tụ tập nhậu vì luôn có đồ ăn miền Trung, giờ giấc nào cũng nấu được. Tôi ít bạn nhưng lại là những người mình tin tưởng tuyệt đối, không bao giờ diễn tuồng hơn thua, Quang Dũng từng chia sẻ trên Zing. Dù hiện nay mỗi người hoạt động ở một nơi, lịch trình công việc bận rộn, nhưng khi có cơ hội cả nhóm ngũ quỷ lại tụ tập với nhau. Mỹ Tâm vốn ít khi xuất hiện tại các buổi tiệc tùng lớn của showbiz, nhưng lần họp mặt nào cũng đều có mặt, cùng ngồi tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Khi ở bên nhau, họ không còn là người nổi tiếng, mà chỉ là những người bạn đơn thuần khiến nhiều người ngưỡng mộ và ganh tị. Xem nhau như một gia đình. Trong nhóm ngũ quỷ, Mỹ Tâm là người nhỏ tuổi nhất lại hay nhõng nhẽo, nên Quang Dũng gọi cô là bé. Lần nào đi lưu diễn chung, hai anh em cùng nhau đi mua sắm, rồi ra quán nói chuyện đủ thứ chuyện mà không thấy chán. Còn Thanh Thảo và Quang Dũng đã có 4 năm yêu nhau say đắm. Dù còn tình cảm, nhưng hai người quyết định trở thành tri kỷ để giữ mãi được người kia bên cạnh.
Khi có dịp đứng chung sân khấu, Mỹ Tâm chỉ dám hôn lên má Quang Dũng vì sợ Thanh Thảo nổi cơn ghen. Đàm Vĩnh Hưng thì coi Hồng Ngọc là người em thân thiết nhất của anh. Mỗi lần đi lưu diễn nước ngoài, Mr. Đàm không ngại ăn cơm thừa của cô, đẩy xe và bế cô khi cô bị ốm. Vì thế Hồng Ngọc không ngại bắt chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam chỉ để tham gia live show của Đàm Vĩnh Hưng. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Hồng Ngọc cũng thân thiết không kém. Cả hai luôn chăm chút chỉnh sửa váy áo, nắm tay nhau, nên nhiều fan trêu đùa họ là một cặp. Mỗi lần đi diễn bên Mỹ, lúc nào Mỹ Tâm cũng ghé thăm gia đình Hồng Ngọc cho bằng được. Vì xem nhau như một gia đình, nhóm ngũ quỷ luôn hỗ trợ nhau trong công việc. Khi người này cần thì người kia sẽ có mặt. Trong buổi sinh nhật Quang Dũng mới đây, Đàm Vĩnh Hưng xúc động viết lên trang cá nhân. Ngay cả sinh nhật mình cũng không tưng như thế, không chơi tới như thế, em Quang Dũng thật hạnh phúc. Vì em xứng đáng để nhận được tình yêu thương như thế. Suốt gần 20 năm qua, đêm nay là đêm thật nhất, tình cảm nhiều nhất, chân thành nhất của chúng tôi. Đàm Vĩnh Hưng là người chụp bức ảnh này trong buổi tập luyện cho live show kỷ niệm 20 năm ca hát của anh. Đàm Vĩnh Hưng và Quang Dũng xem nhau như anh em trong gia đình. Hồng Ngọc cũng thường xuyên viết status khen Mỹ Tâm dễ thương. Sau khi chia tay, Quang Dũng và Thanh Thảo trở thành tri kỷ của nhau.